Lưu tiên cho em Việt Cường xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý anh chị em. Chào mừng các bác đã đến với kênh mua bán xe đã qua sử dụng của em Cường nhá. Qua những màn ảnh nhỏ của em Cường, các bác nào có quan tâm về những chiếc xe nào thì có thể liên hệ em với em Cường với địa chỉ tại số 5 đường Trần Vị, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại của em là 0964770828. Đây, ngày hôm nay nhà em Cường mới về thêm hai chiếc Hyundai Santa Fe máy xăng bản cao cấp nhất. Ở bên phải màn hình chúng ta đây là chiếc Hyundai Santa Fe máy xăng bản cao cấp nhất sản xuất năm 2019. Và bên tay trái là chiếc Hyundai Santa Fe máy xăng bản cao cấp nhất sản xuất năm 2020. Hai chiếc xe này đều mang biển số Vĩnh Phúc. Các anh em nào mà ở Vĩnh Phúc mà có quan tâm đến chiếc xe nào thì có thể liên hệ em Cường nhá. Đây, thì ngày hôm nay em Cường muốn giới thiệu sâu hơn về chiếc xe Hyundai sản xuất năm 2019 này. Đây, chiếc xe mang ngoại thất là màu đỏ mận, mang biển số tỉnh Vĩnh Phúc, đó là 88A26986. Anh em ở Vĩnh Phúc mà có quan tâm thì có thể liên hệ em Cường để sở hữu em nó. Biển số cũng khá là ok luôn. Đây, hệ thống đèn ở ngoài chiếc xe này là đèn full LED rồi. Đây ạ. 2019, 2020, 2021 là cùng một form. Đặc biệt hơn, chiếc xe này anh chủ đi gia đình đã lên cam 360. Hồ sơ cầm tay, các bác về bốc biển trong ngày cũng được các bác nhá. Đó. Đấy, có những cảm biến này. Nốt theo xe cả dàn 2019 đến giờ 2019, 2020 4 năm, gần 4 năm sử dụng rồi. Đây, nốt còn nguyên râu đi ạ. Đó, tuần thứ 7 năm 2019. Xe đi rất là ít luôn. Rồi, camera 360 tích hợp trên gương này. Đó, nó trên gương này, xi nhan này. Khá đẹp, có đạo có bậc để chân lên xuống rồi. Xe này trang bị coi như là đầy đủ trang thiết bị rồi. Anh chị em nào mà mua về thì chỉ việc dùng thôi, đổ xăng và đi thôi. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu của xe đây ạ. 8.6 đường kết hợp, 11.0 trong đô thị và 6.9 ở ngoài đô thị. Đây ạ. Đó. Khá là tiết kiệm rồi. Nên là các bác nào có quan tâm thì có thể nghe em Cường nhá. Chỉ khoảng độ nhô 800 thôi. Và đặc biệt đây là 888 triệu có thương lượng các bác nhá. Máy xăng thì ở đây là không có chữ D này, đây là bản H. Máy xăng thì có chữ Hatchback này. Đấy, Premium bản cao cấp nhất. Và những cảm biến phía sau này. Đó, xe cũng mới về nhà em thôi. Nốp sơ cua đã hạ rồi. Nhìn còn đất mới này, gầm bệ rất là chắc chắn. Xe về thì được bọn em kiểm tra rất là khắt khao về đầu vào, lên cầu để kiểm tra gầm, máy móc, khung sườn của xe. Đấy. Hàng ghế thứ ba của xe thì là đi rất là ít, nên là có thể là gập xuống để được rất nhiều đồ luôn. Đây, gập ghế ở hàng ghế thứ ba này. Đó, và hệ thống điều hòa này. Đó, khá tiện lợi rồi các bác nhá. 888 triệu có thương lượng. Đó, xe khá đẹp. Đây, không dài dòng nữa thì đi vào bên trong nội thất của một chiếc xe này đi. Santa Fe 2019 máy xăng. Cánh cửa đằng trước lái này không có một vết xước luôn. Chủ đi rất giữ gìn luôn, xe đi gia đình mà. Có hai chế độ nhớ ghế này, cũng như là lút này, lên kính này. Khá là ok. Đây, ghế thì là hai ghế lái, ghế phụ chỉnh điện rồi. Nên là các bác cứ yên tâm nhá. Xe nói về Santa Fe thì nói về option rồi. Nhiều option, thiết kế thể thao, trẻ trung và năng động. Đây, vô lăng của chiếc xe đây ạ. Đó. Đi 35.564 km. Những cái nút trên vô lăng này, cruise control này, đang giảm âm lượng cũng như là đàm thoại rảnh tay. Đấy, lấy chuyển số thông minh này, đèn auto, gạt mưa auto. Đấy, thiết kế của màn hình của chiếc Santa Fe này rất là mới. Có cả hấp kính các bác nhá. Hấp kính luôn mà. Đó. Đây. Chế độ an toàn đây, chống trơn trượt này, cài cầu này, cũng như mở cốp này, hệ thống màn hình này, khổ lớn rồi. Hệ thống điều hòa. Đây. Sưởi kính này, sưởi ghế, sưởi vô lăng, làm mát ghế. Cổng sạc 12V, cũng như là USB này. Và sạc không dây. Đây ạ, cần số của chiếc xe đi 3 vạn rưỡi đây. Khá là mới. Đó. Còn nguyên vân này các bác này, các bác để ý này. Nếu mà xem kênh của em Cường ấy, có thể là xem qua được về cả về xem xe được xem qua một xíu thôi. Về xem xe thôi. Em biết những cái gì thì em chia sẻ cho các bác. Đấy, để các bác thêm một xíu về xe. Ghế bên phụ này đã có nhăn nhưng mà xe gia đình thì không tránh khỏi. Xe đi 3 vạn zin các bác nha. Xe đi 3 vạn, chất xe này khá là mới luôn. Đó. Đây. Có cửa sổ chơi toàn cảnh panorama rồi. Đó. Khá là ok.
Đây, đi ra hàng ghế đằng sau rồi đi. Rồi, cùng chúng ta cùng xem qua máy một xíu. Đó, đặc biệt hơn chiếc xe này bên em đang chào bán là 888 triệu có thương lượng các bác nhá. Đây, hàng ghế thứ hai của xe đây ạ. Đây, hàng ghế thứ hai thì có một mỗi có một tí vết nhăn ở kia thôi và bên này thôi. Còn ngồi rất là giữ gìn luôn. Đấy các bác ở trên, nếu mà ngồi hàng ghế phụ hay là ngồi hàng ghế sau phụ này cảm thấy là chật quá thì các bác có thể là nhờ anh em ở trên và mình ấn nút ở đây, tiện lợi, rất là tiện lợi luôn. Những cái hệ thống như kiểu là đấy, túi khí này, ở những cái bên hông này, đó, đầy đủ hết rồi. Nói chung là nói về Santa Fe thì nhiều option lắm. Đến em đi em còn cảm thấy là em còn chưa dùng hết được những option của chiếc xe này các bác nhá. Đó, máy xăng. Nói về máy xăng thì đi đây là bốc, đi trong đô thị thì là khá là ok. Máy dầu thì hơi chậm hơn một tí, nhưng mà máy dầu đi ngoài đường trường thì em cảm thấy là thích hơn máy xăng. Đó, máy xăng thì nên nhanh. Rồi, con ốc này. Đó, từng cái đinh tán một luôn. Nhà em kiểm tra là keo chỉ, khung gầm, máy móc của xe khá là ok. Xe về thì được bên em là đánh bóng, dọn nội thất và rửa qua khoang máy, để khi mà đưa đến tay các bác ấy là có một chiếc xe nó không còn nguyên tem như kiểu là bóc tem ở trong trong nhà máy nữa, nhưng mà ấy, nó sẽ là một chiếc xe đẹp nhất khi về với các bác. Đó, chỉ khoảng độ 888 triệu. Thì em mời các bác đến với địa chỉ em tại số 5 đường Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại của em là 0964770828. Em tên là Cường, là nhân viên kinh doanh của Hyundai Uska. Và lời cuối cùng thì cho em Cường xin phép kết thúc video tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.